Bên em xin kính chào tất cả các quý khách hàng, chào mừng mọi người đã đến với kênh bán hàng của bên em. Thì hôm nay bên em mới về được một chiếc máy phát điện chạy dầu hàng Nhật bãi Janma IDG 250VS 2.5 kVA. Quý khách hàng nào đang quan tâm đến chiếc máy phát điện chạy dầu 250VS đời siêu cao này thì xin liên hệ bên em theo số hotline 0966421739, Zalo bên em. Bên em giao hàng toàn quốc nha. Thì sau đây em xin giới thiệu chi tiết cái chiếc Janma IDG 250VS là đời siêu cao, đời cao nhất trong dòng máy phát điện chạy dầu. Đấy. Đời VS nha quý khách hàng. Máy sử dụng động cơ Janma L70. Đấy. Cho công suất 2.5 kVA. Đấy. Dòng này thì cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu nha. Mức tiêu hao nhiên liệu của nó rơi vào khoảng 0.4 đến 0.5 lít một giờ nha quý khách hàng. Đấy. Máy thiết kế 4 bánh xe di chuyển dễ dàng. Đấy. Máy mới chạy có 1.205 giờ. Đấy. Thực ra là quý khách hàng phải để ý nhá. Đôi lúc cái chìa khóa này mình bỏ quên này. Đấy. Bỏ quên nhá. Đấy. Thì cái đồng hồ giờ này nó vẫn nhảy bình thường đấy. Nó vẫn nhảy bình thường nhá. Nên là cái giờ này không có nói lên cái điều gì đâu quý khách hàng. Đấy. Giờ này là không nên nói lên điều gì nhá. Đây quý khách hàng theo dõi cái máy móc bên trong, bình aqui vẫn zin theo máy. Chiếc này về bên em là em đề nổ luôn nhá. Đấy, vẫn chưa dọn dẹp gì nhá quý khách hàng đây. Đấy, mút xốp còn cực đẹp luôn đây. Về điện này đẹp nha. Đấy, 250VS nha. 2.5 kVA. Đây, bình aqui zin luôn. Đây, lọc dầu đây, trắng tinh luôn. Đấy. Đấy. Lốp máy cực đẹp. Động cơ Janma L70. Đấy. Janma L70 luôn. Đời siêu cao luôn. Đấy. Cái này thì nó vỡ mất cái đồng hồ zin của nó rồi. Thì bên em đã thay bằng cái đồng hồ của Việt Nam. Nhưng mà quý khách hàng nào cần cái đồng hồ zin của nó thì bên em sẽ tháo máy khác thay sang nha. Đây đồng hồ này 220 rồi. Đồng hồ zin theo máy của nó là chỉ có 100 thôi quý khách hàng. Đấy. Hàng này bên em chưa vệ sinh gì đâu. Đấy. Đây quý khách hàng. Chìa khóa Janma zin theo máy. Máy trang bị hai ổ cắm 15A nha, một CB. Đấy. Nếu mà dòng 300VS thì nó sẽ thêm một cái ổ ở đây nữa. Đấy, cái ổ 30A ở đây nữa nha. Đèn báo đầy đủ. Máy về nhà em thì đã nổ hoạt động bình thường nha, 250VS. Quý khách hàng nào đang quan tâm đến các dòng máy phát điện chạy dầu Nhật bãi thì liên hệ bên em nha. Bên em chuyên cung cấp tất cả các dòng máy phát điện chạy dầu Nhật bãi. Hàng đẹp luôn. Đấy, hàng này thì tất cả những hàng này thì đều phải qua đấu giá hết quý khách hàng. Đấy. Tại những chiếc đẹp như này thì không có giá rẻ đâu. Nếu mà thị trường Việt Nam mà những chiếc mà như thế này mà quý khách hàng mua với giá rẻ bất thường thì em nghĩ là chắc là làm lại máy, làm lại điện hết rồi. Như bên nhà em là luôn cam kết với quý khách hàng là hàng bao zin, bao đẹp cho quý khách hàng luôn nha. Đấy. Giao hàng tận nơi, bảo hành quý khách hàng 1 năm. Đấy. Hỗ trợ quý khách hàng trong quá trình sử dụng bình aqui zin này. Quý khách hàng thấy lốc máy cực đẹp luôn. Đấy. Hàng này chưa vệ sinh nha. Nếu mà quý khách hàng quan tâm thì bên em sẽ tiến hành sẽ vệ sinh ở trong máy. Tiến hành test tải và bên em sẽ lau cái vỏ này. Tại vì vỏ này đôi lúc nó nằm ở ngoài trời, đôi lúc là nó cái màu sơn nó đã bị xuống rồi. Cái này mình chỉ cần lau sơ qua bằng xăng thơm là nó sẽ nổi lại. Nó sẽ sơn này nó sẽ sống lại đẹp luôn. Đấy, rất đẹp, 250VS. Đây, em nổ lại một lần nữa quý khách hàng, rất dễ nổ nha. Thì quý khách hàng chỉ cần mỗi ắc quy mà nó khỏe thôi là đề phát là nổ luôn thôi. Đấy. Bốn bánh xe di chuyển dễ dàng. Chiếc này chắc nó nặng khoảng hơn 100 kg quý khách hàng, nó rơi khoảng 81-82 gì đấy. Đấy. Khoảng 101-102 kg nha quý khách hàng. Đấy thì vừa rồi em giới thiệu đến tất cả mọi người chiếc máy phát điện chạy dầu Nhật bãi 250VS, công suất 2.5 kVA, động cơ Janma L70. Đời này là đời cao nhất nha, đời VS là đời cao nhất rồi. Đấy. Quý khách hàng nào quan tâm liên hệ em nha. Miền Bắc bên em nằm tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Miền Nam bên em nằm số 140 đường Cộng Hòa, hoặc số 69 đường Tân Thới Nhất 01, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngoài bên em mua bán tất cả các dòng máy phát điện chạy dầu hàng Nhật bãi nha, máy phát điện Nhật bãi, đồ Nhật bãi, thu mua, thanh lý công trình, thanh lý máy móc, thanh lý nha. Bên em thu mua, trao đổi toàn quốc luôn. Rồi, xin chào và gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo của bên em. Quý khách hàng đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cập nhật những sản phẩm mới nhất của bên em, like, chia sẻ, ủng hộ bên em nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo của bên em ạ.